Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sốc đồ đệ của Nguyễn Bá Thành, một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bị gái quật ngã ngựa. Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, từng là thư ký cho ông Nguyễn Bá Thành. Được ông Nguyễn Bá Thành đưa vào Thành ủy khóa 20 và 21, giữ chức Bí thư Quận ủy Thanh Khê. Lê Minh Trung cùng tuổi với Nguyễn Xuân Anh, từng chiến đấu với Nguyễn Xuân Anh nhưng thua cuộc. Sau khi Nguyễn Xuân Anh ngã ngựa và ông này sau đó trèo lên chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Như vậy xem như sự nghiệp chính trị của đàn em Nguyễn Bá Thành một thời cũng bị đứt mạch tại đây. Đây là hình ảnh Lê Minh Trung, đồ đệ của Nguyễn Bá Thành một thời. Theo báo chí của Nhà nước Việt Nam thì ngày 11 tháng 5 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị xem xét đề nghị thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã phát hiện trong sinh hoạt cá nhân, ông Lê Minh Trung đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Báo chí nói rằng vi phạm của ông Trung rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Như vậy, câu hỏi đặt ra là ông Lê Minh Trung đã phạm vào điều gì? Đó là chuyện gái vú là đề tài muôn thuở với các quan chức nhà nước Việt Nam. Dù đã có vợ con để huề, nhưng thói trăng hoa đeo bông đã hại ông phó chủ tịch này. Công lao ông Nguyễn Bá Thành giúp đỡ, nhắn nhủ cấp trên gửi gắm sự nghiệp, giờ thì Lê Minh Trung đổ sông đổ biển. Theo thông tin mà chúng tôi có được, Trung có tài ăn nói, miệng lưỡi rất dẻo, đóng tròn vai đã ly thân với vợ. Trung cặp bồ với cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1986, Hiền ở quê Quảng Bình, học Đại học Sư phạm Hà Nội, hiện đang dạy tại ngôi trường danh tiếng Trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Đây là hình ảnh quyết định kỷ luật. Được biết vào đầu tháng 5 năm 2022, một Facebook tên là Hạ Trắng, tên thật Thu Hiền nhưng báo chí nhà nước lại giấu tên nên chỉ viết là TH. Cô Hiền đang công tác tại trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, đã đăng tải hình ảnh ông Trung tựa người vào cô. Trong một số bình luận, cô Thu Hiền cho biết giữa ông Trung và cô có mối quan hệ và có đứa con trai. Nguyên nhân tại sao cô người tình cố tình tố ông Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố như vậy? Nguyên nhân là làm người ta có con rồi lại quất ngựa truy phong, phủi bỏ trách nhiệm. Làm quan lớn, dám làm nhưng không dám chịu thì phải trả giá cho thích đáng. Về mặt đạo đức, một người đàn ông mà hại đời con gái rồi trốn bỏ trách nhiệm là con người vô đạo đức, không thể chấp nhận được. Đây là lời cảnh báo cho những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nào có thói trăng hoa rồi vô trách nhiệm. Đảng là nơi có rất nhiều quan chức lập phòng nhì, phòng ba khắp nơi. Nhưng rồi họ đã giấu giếm từ xưa đến nay. Tuy nhiên, đảng này thì lúc nào cũng hô hào, trong sạch, vững mạnh, nên họ rất táo tạo ra bề ngoài sạch sẽ. Vì vậy, khi những điều vô đạo đức của quan chức bị phơi bày lên mặt báo một cách công khai như thế, thì cũng sẽ bị xử lý. Như vậy là đáng đời và ông quan chức có máu sở khanh và xã hội không bao giờ bao che những con người vô đạo như vậy. Sau khi bị vụ scandal bùng nổ vào ngày 11 tháng 5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị để xem xét thi hành kỷ luật ông Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy khu công nghệ cao và các khu công nghiệp của Đà Nẵng. Đây là hình ảnh Lê Minh Trung và cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy ông Đào Quang Hưng trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu vào tháng 3 năm 2018 đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Thời đại Internet, thông tin nhanh như tiền bắn và chuyện cô giáo Hiền bị Trung lừa tình lan khắp thành phố, từ trường học đến cơ quan chính quyền các cấp,
các cán bộ đều bàn tán, xôn xao, và việc xử lý thích đáng con người này là cần thiết. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phạm Minh Chính dám vuốt mặt Nguyễn Phú Trọng, muốn đè ông Tổng phải không? Từ xưa tới nay, Thủ tướng không xử lý nhân sự mà phần đó đảng lo. Ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó, khi còn là Thủ tướng, ông ta đã nói trước Quốc hội rằng ông chưa hề xử lý một cá nhân nào, và Thủ tướng Phạm Văn Đồng suốt 30 năm cũng không xử lý một ai. Điều đó có nghĩa là việc xử lý cán bộ thuộc Ủy viên Trung ương không thuộc thẩm quyền của ông Thủ tướng. Tứ trụ trong nhiệm kỳ này hay đến sân khác để tỏ quyền uy của mình. Đây là một thái độ xem thường người đang chịu trách nhiệm. Như ông Vương Đình Huệ cũng thường xuyên lên sóng chỉ đạo các bộ như thể ông là Thủ tướng vậy. Đây là một hình thức vượt quyền. Nói về ông Huệ và ông Chính thì rõ ràng hai ông này là trang lứa, sự kèn cựa nhau là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, có ai mà vượt quyền lấn sân vào lĩnh vực mà ông Trọng đang có quyền, thì đó là hành động không xem kẻ cao hơn mình ra gì. Đấy là dấu hiệu của sự đấu đá, muốn hất cẳng để chiếm ghế. Đây là hình ảnh chiếc ghế của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay rất có giá. Vào ngày 9 tháng 5, báo chí nhà nước đưa một tin rất lạ. Đó là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cảnh cáo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống. Tuy nhiên, ông Thống là một quan chức thuộc bộ, nằm trong quyền hạn quản lý của ông Phạm Minh Chính. Mặc dù vậy, đấy là phạm vi điều phối công việc, chứ không phải là đưa ra hình thức kỷ luật. Thực tế, ông Võ Thành Thống thuộc quyền quản lý của Ban Bí Thư, nghĩa là chỉ có ông Trọng hoặc Thường trực Ban Bí Thư mới có thẩm quyền đưa ra hình thức kỷ luật đầu tiên. Được biết, ông Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống bị cảnh cáo do đã có hành vi vi phạm khuyết điểm trong công tác. Vào ngày 9 tháng 5, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Võ Thành Thống do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác, và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về mặt đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 19 tháng 1 năm 2022. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính đang làm việc thay công việc của Ban Bí Thư. Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhận thấy Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng và quy chế làm việc như thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, của pháp luật, của nhà nước trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh, thực hiện theo dự án đầu tư cải tạo nâng cấp bệnh viện. Rất nhiều cán bộ đảng viên đã bị kỷ luật và một số đã bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, quan chức của Đảng ngày một giàu lên, dường như họ chẳng sợ những án kỷ luật đó. Và những vi phạm nêu trên đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách của nhà nước, chính là của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền ở thành phố này. Xét về nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Thành Thống, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Không biết ông Nguyễn Phú Trọng đang làm gì và vai trò của ông đang ở đâu mà để cho ông Phạm Minh Chính thay vào ông Trọng để xử lý nhân sự thuộc diện Ban Bí thư này. Cũng tương tự như vậy, ông Vương Đình Huệ muốn can thiệp vào chuyện chính phủ, thì lần này ông Phạm Minh Chính lại muốn can thiệp vào việc của Ban Bí thư. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, người đang có rất nhiều tham vọng trong thời gian tới. Đây là dấu hiệu cho thấy ông Phạm Minh Chính đang có tham vọng rất lớn. Chiếc ghế quyền lực của ông Trọng là quá lớn và làm cho bất kỳ nhân vật nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là các tứ trụ hiện nay, rất thèm muốn. Nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hứa hẹn sẽ có rất nhiều cuộc đấu đá khốc liệt hơn trong thời gian tới. Và kết thúc hội nghị Trung ương 5 xem ra chưa ai lay được ông Trọng. Và liệu rằng từ đây cho đến hết nhiệm kỳ của mình, ông Phạm Minh Chính có lay được ông Trọng ra khỏi chiếc ghế hay không thì tùy thuộc vào hoàn cảnh cũng như
khả năng của ông ta.